Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi lại trở lại với các bạn, chia sẻ với các bạn một câu chuyện mới. Nhưng câu chuyện hôm nay lại chia sẻ với các bạn một câu chuyện về cuộc sống đời thường, mà không phải là câu chuyện về trồng cây cũng như trồng hoa như mọi khi. Và hy vọng các bạn vẫn ủng hộ tôi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ với các bạn câu chuyện về cuộc sống thì chia sẻ về chủ đề gì nhỉ? Hôm nay chia sẻ với các bạn câu chuyện về cuộc sống thì sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề giao tiếp. Chủ đề giao tiếp thì có nhiều phần để chia sẻ đây. Nhưng hôm nay tôi chọn một cái phần là cư xử trong giao tiếp. Những cái gì mà nó thuộc về cái phần kinh nghiệm, trải nghiệm và đã đi qua được thực tiễn thì tôi mới dám chia sẻ với các bạn. Tất nhiên là đã dùng đến cái từ kinh nghiệm hay trải nghiệm thì như cái clip nào đó ở C17 cũng chia sẻ và nói chuyện với các bạn như này, hay C18 nếu tôi nhớ nhầm, cũng làm cái clip chia sẻ nói chuyện, thì tôi đã từng nói là đôi khi sự trải nghiệm nó chẳng để giải quyết cái gì. Quả thật là như thế, nếu chỉ dùng cái chữ kinh nghiệm và trải nghiệm mà nếu là vào cái việc cũ thì có thể nó cũng có cái tác dụng nào đó nhất định. Nhưng nếu chỉ là sự trải nghiệm hay kinh nghiệm mà lại áp dụng vào việc mới thì các bạn cũng biết và tôi cũng biết, có những người nặng lời hơn thì dùng là trải nghiệm thì nó là cái thá gì, cái quái gì đâu, nó có cái giá trị gì đâu. Đúng, nếu dùng sự trải nghiệm và kinh nghiệm nếu vào việc mới thì đúng là nó không có giá trị gì lắm thật. Lý do người 19 thì cũng như ông 92 thôi. Nếu bây giờ áp dụng vào cái công việc mới thì ông 92 mà chưa biết, chưa làm, chưa học thì đương nhiên phải hỏi ông 19 rồi. Cho nên trải nghiệm và kinh nghiệm nó có thể không có giá trị gì nếu như chúng ta gặp phải vấn đề mới, phải sự vật, sự việc mới, hiện tượng mới. Vì thế tôi quay lại câu chuyện chính là hôm nay chia sẻ về chủ đề cư xử trong giao tiếp. Phần này tôi nghĩ là kinh nghiệm và trải nghiệm thì đã đi qua thực tiễn thì có thể cũng chia sẻ với các bạn. Hy vọng là nó cũng có cái phần nào hữu ích để gửi tới các bạn nha. Như một cái clip chia sẻ nào đó đã gửi tới các bạn thì tôi cũng đã từng thưa là tôi cũng đã lập gia đình được gần 30 năm và cũng đi bôn ba khắp mọi nơi làm ăn để kiếm tiền, để nuôi mình, để nuôi gia đình, để giúp đỡ gia đình cũng phải được 30 năm rồi. Thì cũng giàu sao cũng có ít nhiều về phần kinh nghiệm sống cũng như trải nghiệm sống. Tôi rút kinh nghiệm sai lầm từ mình ra. Đôi khi là cái sai lầm nghĩ là nhỏ nhưng mà lại rất là tiêu cực, có thể dùng là tệ hại nữa, trong cái cách cư xử trong giao tiếp mà mình cư xử nó không đúng các bạn ạ. Tôi nghĩ không phải tôi mà có khi nhiều bạn trẻ khác cũng gặp phải những sai lầm như tôi, cho nên tôi cứ mạnh dạn chia sẻ để gửi tới các bạn chủ đề ngày hôm nay là cư xử trong giao tiếp, chúng ta cần phải cư xử như nào nha. Thì như đã nói với các bạn ở phần đầu ấy, thì giao tiếp thì có nhiều phần để chúng ta chia sẻ, nhưng tôi chỉ nói lên những cái phần mà mình từng gặp sai lầm và cũng nhìn thấy nhiều bạn trẻ khác cũng sai tương tự như tôi. Tất nhiên phải qua thời gian thì chúng ta mới rút được ra kinh nghiệm. Người ta khi trong giao tiếp ở hiện tại thì người ta cứ hay chấp vào quá khứ,
hoặc là kỳ vọng vào tương lai. Chính vì như thế cho nên cái cách mà chúng ta giao tiếp nó sẽ không còn được sự chân thành nữa, nó không còn được sự chân thật nữa. Đấy, dẫn đến nhiều khi chúng ta nghĩ là tích cực, thực ra nó lại là tiêu cực, đôi khi là phản tác dụng. Ví dụ trong quá khứ một người nào đó cư xử với chúng ta tốt chẳng hạn, hoặc là từng giúp đỡ chúng ta cái gì chẳng hạn, thì khi gặp lại chúng ta sẽ rất là vồn vã với họ, nói một cách khác thì rất là xoắn xít với cái người đã từng cư xử tốt với chúng ta. Hoặc là một người nào đó trong quá khứ mà cư xử tệ với chúng ta, thì sau một thời gian gặp lại chúng ta sẽ rất là lạnh nhạt với họ, thậm chí khinh bỉ họ. Và tương tự như vậy, nếu trong quá khứ một người nào đó mà làm cái điều gì đó hại ta, thì khi gặp lại chúng ta sẽ rất là bực tức, rất là bực tức. Thì vì như thế cho nên cái phần giao tiếp của chúng ta trong hiện tại với họ sẽ không còn chân thành nữa, mà chúng ta bị chấp vào cái quá khứ, chấp vào cái quá khứ để cư xử với họ trong cái hiện tại. Các bạn có công nhận với tôi không? Thì đấy là những cái sai lầm của tôi, sai lầm một cách tệ hại đấy. Khi xưa là như thế các bạn, và cũng phải rút kinh nghiệm và cũng phải sửa mình thôi. Thế rồi kỳ vọng vào tương lai thì cũng như thế các bạn ạ, nó cũng chi phối cái cách cư xử hiện tại của chúng ta, mà hiện tại thì mới lại là quan trọng nhất. Tôi lại lấy một ví dụ. Ví dụ bây giờ chúng ta gặp một người nào đó hoặc là gặp một đối tác nào đó mà chúng ta thấy họ giàu sang chẳng hạn, mặc dù có khi họ chẳng cho chúng ta tiền bạc gì đâu, nhưng chúng ta có khi đôi khi rất là khiếp. Đấy, hơn là gặp một người nghèo. Tại sao lại khiếp? Là vì chúng ta kỳ vọng một lúc nào đó họ có thể giúp chúng ta cái gì chăng, giúp chúng ta cái gì chăng. Cho nên vì kỳ vọng vào tương lai cho nên là khi chúng ta giao tiếp với họ, cái cách cư xử trong giao tiếp của chúng ta nó cũng lại khác. Cách giao tiếp của chúng ta nó lại khác, như là cũng dùng cái từ là vồn vã với họ chẳng hạn, hay là xoắn xuýt với họ chẳng hạn, hay là bỡ đỡ chẳng hạn. Tôi ví dụ như thế. Thì đấy nó cũng xuất phát từ lòng tham các bạn ạ. Để chúng ta kỳ vọng vào tương lai, có thể lúc nào đó cần đến họ giúp mình thì sao. Tôi ví dụ như thế. Cho nên cái cách giao tiếp của chúng ta nó không chân thành nữa, nó không chân thành nữa. Hoặc là chúng ta gặp một người nào đó hay một đối tác nào đó thì rất là tài năng, chúng ta có cơ hội được gặp họ hay giao tiếp với họ vì nghĩ họ rất là tài năng, chúng ta cũng có cái cách cư xử cũng khác với họ, với người bình thường, là chúng ta cũng kỳ vọng một lúc nào đó người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái gì đó, hay mách nước cho chúng ta một cái gì đó để chúng ta học. Thực ra người tài năng mà lại có đức thì không cần chúng ta phải kỳ vọng, họ cũng có thể vẫn giúp chúng ta nếu chúng ta đặt vấn đề một cách chân thành và chỉ cho chúng ta biết cách phải làm cái việc A, việc B như thế nào. Vậy tôi vừa lấy ra hai ví dụ, đó là quá khứ và hiện tại. Để xin lỗi các bạn, vừa lấy ra hai ví dụ quá khứ và tương lai để chúng ta cư xử trong hiện tại.
Thì đấy là những cái sai lầm một cách rất là tệ hại mà tôi từng vướng mắc đến các bạn ạ. Tôi từng gặp phải. Là vì như lúc đầu đã thưa với các bạn, trong quá khứ một người cư xử tốt với mình, và trong hiện tại khi mình gặp lại họ thì mình phải rất là vồn vã, rất là phải xoắn xít. Tôi nghĩ mình cư xử đúng mực là được, quan trọng nhất là phải chân thành. Giống như trong quá khứ mình gặp họ lần đầu và họ đã từng giúp mình cái gì đó, tôi ví dụ như thế. Thì trong hiện tại mình gặp lại họ, dù là sau một khoảng thời gian hay là một khoảng thời gian dài, mình hãy cứ cư xử như lần đầu mình đã từng gặp họ. Thì cái cách cư xử của mình họ sẽ cảm nhận được ngay, vì nó thể hiện sự chân thành các bạn ạ. Nó thể hiện sự chân thành các bạn ạ. Họ sẽ nhận biết được ngay. Bởi vì sự vồn vã của mình hay sự xoắn xít của mình làm cho người ta cũng phát hiện ra là mình không chân thành nữa. Cái hành vi của mình là vì quá khứ tôi đối xử tốt với anh hoặc đối xử tốt với chị, cho nên bây giờ anh với chị mới vồn vã với tôi như thế này. Chính vì như thế cho nên nó phản tác dụng các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ cư xử như lần đầu mình gặp họ, chân thành đúng mực, thì người ta sẽ vẫn nghĩ mình như ngày xưa và người ta sẽ vẫn quý mình. Còn cái người mà cư xử với mình trong quá khứ mà rất tệ chẳng hạn, có khi họ lại còn làm hại mình cái gì đó chẳng hạn, mà gặp trong hiện tại thì chắc chắn là chúng ta sẽ bám chấp vào cái quá khứ người ta cư xử với chúng ta, để chúng ta cư xử với họ trong hiện tại như là bằng sự lạnh nhạt, bằng sự khinh thường, đôi khi bằng cả sự thù giận nữa. Thì thật ra có khi nó cũng không đáng. Lý do là vì cái quá khứ đấy nó đã là của một năm trước các bạn ạ, của 10 năm trước, 20-30 năm trước. Cho nên nó không đáng để chúng ta chấp vào cái quá khứ mà cư xử trong hiện tại. Lý do là vì có khi 10 năm trước, 20 năm trước người ta cư xử với chúng ta rất là tệ, đôi khi lại còn làm hại chúng ta. Và vì vào như thế bây giờ chúng ta sẽ cư xử với họ rất là lạnh nhạt, thậm chí khinh thường họ. Thì nó thật là không đúng với lại cái hiện tại của con người mình. Vì con người mình chẳng hạn đặt ra một cái mục tiêu là luôn cư xử một cách đúng mực, chân thành với những người xung quanh, bằng tấm lòng của mình. Mà mình lại cư xử với người lúc trước trong quá khứ cư xử tệ hại với mình như thế, nó không đúng với con người mình nữa. Đôi khi làm khổ người lại khổ mình. Là vì cái người đấy bây giờ người ta sau 5 năm, 10 năm, 20 năm gặp lại, người ta đã thay đổi rất nhiều rồi các bạn ạ. Người ta có thể thay đổi cả tâm, thay đổi cả tuệ. Có nghĩa là người ta đã thay đổi rất nhiều sau một thời gian rất dài. Nhưng mà vì chúng ta chấp vào cái quá khứ và mặc định người này ngày xưa là người không tốt, người này ngày xưa đã cư xử với mình tệ, người này ngày xưa đã từng hại mình, vậy thì nó cứ thủ thủ oán oán, chồng chất. Và như cách hiểu của tôi một phần đã từng lắng nghe nhiều trong đạo Phật, thì đạo Phật đã từng dạy người ta rằng không nên truy tìm quá khứ, và cũng chẳng cần phải vọng tưởng tương lai, chỉ cần an trú trong hiện tại. Có nghĩa là mình cứ cư xử với họ trong cái ngày hôm nay, trong cái hiện tại này như đúng con người của mình. Bởi vì sau một khoảng thời gian rất dài gặp lại họ, họ đã thay đổi rất nhiều các bạn ạ. Họ đã thay đổi rất nhiều. Xin phép mời các bạn uống nước nhé. Họ không còn như ngày xưa nữa, mà chúng ta cứ bám chấp vào cái quá khứ để cư xử với họ, thành ra chúng ta sẽ không được sống an yên. Nếu chúng ta không chấp vào cái quá khứ nữa, chúng ta cứ cư xử như bình thường, điều đó lại là rất tích cực, bởi vì họ đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi lấy thêm một ví dụ nữa. Ví dụ
một người ngày xưa học cùng với chúng ta chẳng hạn, của 20 năm trước, 30 năm trước, khi học cùng với nhau ở một trường nào đó, có thể là họ học không được giỏi, nhưng chúng ta đã mặc định là cái con bé này hay là cái cậu này rất là ngu. Tôi ví dụ như thế. Mà 20 năm sau gặp lại, chúng ta vẫn mặc định là họ rất là ngu. Ngày xưa học với cái thằng này nó ngu lắm, học với cái cô bé này ngu lắm, mà bây giờ đúng là nó gặp may, sao nó khá giả thế. Tôi ví dụ như thế. Chúng ta hay có cái suy nghĩ như thế. Thực ra họ có thể là ngu về việc học, chứ chưa chắc họ đã ngu về việc đời. Và sau 20 năm hoặc 30 năm thì con người ta thay đổi nhiều lắm rồi các bạn ạ. Cái tâm người ta cũng thay đổi, cái tính người ta cũng thay đổi. Và có thể người ta đã nỗ lực vượt bậc, và người ta đã lắng nghe nhiều, học hỏi rất nhiều. Nhưng mà vì bản năng của con người mà hay chấp vào cái quá khứ, mà cứ cho là ngày xưa người ta học cùng với mình, người ta rất là ngu đi, ngu việc học đi, và có khi ngu cả việc đời nữa đi, ngu toàn diện đi, lúc bấy giờ là như thế đi. Nhưng mà 20 năm sau nó khác lắm rồi. Thời gian nó làm thay đổi con người nhiều lắm rồi. Có thể khi chúng ta gặp lại, ngoại hình của họ trông vẫn như thế, hình tướng của họ có thể vẫn là như thế, nhưng tâm họ đã thay đổi, tuệ họ cũng thay đổi. Mà chúng ta lại cứ định kiến là họ vẫn như ngày xưa, họ vẫn tệ như ngày xưa, cho nên cần phải cư xử tệ với họ, hoặc phải khinh họ, hoặc phải ghét thù họ, hoặc là ngày xưa họ học ngu lắm thì bây giờ là chỉ là gặp may thôi. Sau 20 năm rồi nó thay đổi nhiều lắm rồi, sau 30 năm rồi nó thay đổi nhiều lắm rồi. Mình vẫn khẳng định là ngày xưa nó học với mình nó ngu, thằng này nó ngu toàn diện, thằng này nó chỉ là gặp may thôi, cho nên bây giờ nó khá giả như thế này. Không phải đấy các bạn ạ. Lúc trước tôi cũng suy nghĩ như thế, mắc sai lầm như thế. Nhiều khi mình kết luận như thế thì chính là mình ngu, chứ không phải người ta ngu. Là vì thời gian nó đã lùi lại quá khứ rất là dài. Và con người thì ai cũng cố gắng cần tiến lên phía trước, cho nên người ta đã sửa tâm, sửa tính và lắng nghe, học hỏi rất là nhiều điều xung quanh cuộc sống. Cho nên chúng ta không thể dùng cái định kiến trong quá khứ để kết luận hiện tại, mà dùng cái định kiến trong quá khứ để chi phối cái cư xử của mình. Vậy hiện tại mới là quan trọng. Chúng ta đừng định kiến mãi trong quá khứ nữa. Kỳ vọng trong tương lai cũng vậy các bạn ạ. Khi gặp một người mà chúng ta thấy họ ấy giàu sang, chúng ta có vẻ cũng khiếp họ, vì chúng ta cũng nghĩ một lúc nào đó biết đâu lại nhờ đến họ giúp chúng ta thì sao. Vì cái suy nghĩ như thế cho nên lòng tham của chúng ta bắt đầu nổi lên, cái cách cư xử của chúng ta với họ bắt đầu nó không còn thật nữa, để cho nó phục vụ cho cái mục đích trong tương lai của chúng ta. Thực ra như thế cũng phản tác dụng. Tôi cũng từng sai lầm như thế các bạn ạ. Tôi cũng từng sai lầm như thế, phản tác dụng. Mà tất nhiên là khi chúng ta gặp họ, họ chẳng giúp được chúng ta cái gì, hoặc chưa giúp được chúng ta cái gì, hoặc cũng họ cũng chẳng cho chúng ta tiền bạc gì cả đâu. Nhưng vì họ ấy, bóng dáng của họ cao lớn quá, thì chúng ta khiếp họ. Tiền bạc của họ có vẻ nhiều quá, chúng ta khiếp họ. Cho nên lòng tham nó nổi lên và bị chi phối cái cách chúng ta giao tiếp cư xử với họ. Chúng ta cũng không cần phải kỳ vọng vào tương lai như vậy. Hãy cứ cư xử đúng là con người của ta, cư xử một cách đúng mực, chân thành. Người đối diện chúng ta họ sẽ cảm nhận được họ sẽ cảm nhận được, và tất cả những điều tích cực nó sẽ đến với chúng ta thôi. Tôi ví dụ thực tế nó là như thế. Khi chúng ta gặp một người A
như tôi vừa nói, nếu cuộc hẹn đấy với chúng ta mà chúng ta hy vọng và kỳ vọng trong tương lai là chúng ta có thể hợp tác được với họ cái gì tốt, hoặc họ có thể đưa lại đến cho chúng ta những điều gì đó tốt đẹp, nhưng mà cũng cái thời gian đấy có một cái người B lại khá giả hơn người A, mà hẹn đè vào cuộc hẹn đấy, thì có khi chúng ta lại bỏ người A mà đi làm việc với người B. Rồi nếu có khi có cái người B cộng nào đó mà lại còn nổi tiếng hơn, còn giàu sang phú quý hơn nữa, mà lại cho chúng ta một cuộc hẹn, có khả năng chúng ta lại bỏ cái người B đấy đi theo người B cộng. Các bạn có công nhận với tôi không? Tôi đã từng sai lầm như thế các bạn ạ. Bởi vì chúng ta luôn kỳ vọng trong tương lai là cái người B cộng đấy hơn cái người B và hơn hẳn người A nhiều bậc như thế cơ mà. Họ có thể đem lại đến cho chúng ta một cái điều gì đó tốt đẹp, mang lại cho chúng ta những lợi ích nào đó trong tương lai. Cho nên cái cách cư xử của chúng ta nó bị chi phối, nó bị chi phối và nó không còn đúng với chúng ta nữa các bạn ạ. Và vì như thế cho nên chúng ta cũng không cần phải kỳ vọng, hãy cư xử một cách đúng mực, chân thành, các điều tích cực nó sẽ đến với chúng ta. Vì người đối diện với chúng ta, người ta sẽ biết như thế, người ta sẽ hiểu như thế, và người ta sẽ cảm nhận được như thế. Các bạn hãy tin tôi đi, sự thật là như thế. Quan trọng nhất là chúng ta hãy sống trong hiện tại, luôn sống trong hiện tại, và cư xử một cách đúng mực, chân thành trong hiện tại. Cư xử với người mà ở bên cạnh chúng ta, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, đối tác của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta hãy cứ cư xử một cách chân thành, đúng mực như lần đầu gặp họ, không định kiến vào quá khứ, vì là câu chuyện của 10 năm trước, 20 năm trước, không kỳ vọng vào tương lai, không tách ra là họ sang hay hèn, cao hay thấp. Chúng ta chỉ chú trọng vào hiện tại, cư xử một cách thật chân thành, tất cả các điều tích cực nó sẽ đến với chúng ta các bạn ạ. Bởi vì những người chúng ta gặp họ sẽ hiểu như thế. Tôi từng mắc sai lầm như thế các bạn ạ. Cũng giống như là trong một gia đình, ví dụ nếu chúng ta cư xử với lại vợ của mình thôi, các bạn nếu có gia đình rồi, các bạn cứ xem mà xem. Chúng ta cứ thử cư xử với vợ của chúng ta như ngày đầu chúng ta mới gặp xem nào. Ví dụ như sau hôn nhân 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta cứ cư xử như ngày đầu mới gặp xem nào. Mặc dù là trong cuộc sống đời thường có rất nhiều sự ồn ào, thăng trầm, chìm nổi, phức tạp, nhưng cứ khi về đến nhà, chúng ta chỉ đặt tâm vào gia đình thôi, và hãy cư xử với vợ như ngày đầu mới gặp, luôn đùa vui. Thì tôi nói thật với các bạn, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, và như thế người ta gọi là hạnh phúc, có thể gọi được là hạnh phúc, hoặc tôi tin là đôi đấy rất hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lại kỳ vọng vào tương lai, hoặc là định kiến vào quá khứ, thì ngay như cư xử với vợ của mình thôi cũng sẽ không ổn, cũng sẽ không ổn. Nhưng nếu chúng ta cứ cư xử như ngày đầu mới gặp, ngày đầu mới tán cô ấy, mặc dù câu chuyện hôn nhân nó đi qua được 30 năm rồi, chúng ta cứ như ngày đầu mới tán cô ấy thôi, lúc nào cũng đùa vui, gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười. Các bạn có công nhận với tôi không? Sử dụng một đồ vật cũng vậy thôi, nó đã cũ đi rồi, ví dụ như một cái ô tô chẳng hạn, ví dụ như một cái tivi chẳng hạn, khi chúng ta mới mua về chúng ta quan tâm nó lắm, chú trọng đến nó lắm,
lau chùi nó cẩn thận lắm. Các bạn đã sử dụng các phương tiện đi lại như xe máy hay ô tô các bạn biết rồi. Nhưng nó thử ở bên cạnh các bạn một thời gian dài xem, 5 năm, 3 năm, 10 năm xem. Chúng ta có còn quan tâm đến nó như ngày đầu không? Lau chùi, rửa ráy, yêu quý nó như ngày đầu không? Ít, ít bạn còn làm được như thế lắm đúng không? Vậy chúng ta cứ cư xử với nó như ngày đầu, mặc dù nó là đồ vật thôi. Các điều tích cực nó sẽ luôn đến và luôn ở bên cạnh chúng ta. Bởi vì với đồ vật cũng như vậy, nếu chúng ta cũng yêu quý nó như ngày đầu thì chúng ta cũng yêu quý những người xung quanh cũng giống như thế. Và câu chuyện ngày hôm nay thì gửi tới các bạn phần chia sẻ trong ứng xử giao tiếp mà các định kiến quá khứ hay chi phối chúng ta cư xử trong hiện tại, các kỳ vọng trong tương lai nó cũng chi phối cái cách chúng ta cư xử trong hiện tại, vì đấy là bản năng của con người. Và tôi đã từng gặp những cái sai lầm như thế trong suốt hành trình đi của một cuộc đời, tôi cũng phải rút ra kinh nghiệm, cũng phải biết sửa phần này và đang cố gắng sửa rất là nhiều. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay gửi tới các bạn chia sẻ phần ứng xử trong giao tiếp, chúng ta không vì định kiến của quá khứ làm chi phối đi cách cư xử trong hiện tại, không vì cái kỳ vọng trong tương lai mà bị chi phối cách cư xử trong hiện tại với người đối diện, mà hãy an trú trong cái hiện tại để cư xử một cách đúng mực, chân thành. Tất cả các điều tốt đẹp, tích cực nó sẽ đến với các bạn thôi, và nó sẽ đến với chúng ta thôi. Thời lượng chia sẻ câu chuyện với các bạn cũng dài rồi, tôi hy vọng nó cũng có một phần nào đó hữu ích để gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã từng quan tâm chia sẻ với các câu chuyện của tôi trong các cái công việc trồng cây trồng hoa, cũng như trong các cái công việc liên quan đến công việc vườn. Và các bạn cũng động viên, ủng hộ, góp ý, chia sẻ với tôi những câu chuyện về cuộc sống đời thường như thế này. Và bây giờ phải nói lời chia tay các bạn rồi. Thời lượng nào trong chia sẻ thì nó cũng hơi dài, rất mong được sự thông cảm của các bạn nha. Và rất cần sự ủng hộ, động viên, góp ý từ các bạn nha. Và một lần nữa, hy vọng các bạn thi thoảng ghé qua kênh YouTube Vườn Hoa Anh CZ để tôi và các bạn và tôi chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến các công việc trồng cây trồng hoa, cũng như các công việc liên quan đến công việc vườn, hoặc là những câu chuyện mang tính hữu ích như thế này để chúng ta cùng chia sẻ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc các bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.